Trạng Nguyên Đào Sư Tích. Y đạo như thiên đạo. Đào Sư Tích, Đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Dần 1374, niên hiệu Long Khánh thứ hai, đời vua Trần Duệ Tông. Ông rất giỏi y thuật, luôn luôn dạy dân chúng biết rằng bất kỳ lá cỏ nào cũng có thể là một lá thuốc nếu như biết dùng chúng. Điều đó giúp dân chúng không còn phải lệ thuộc vào các thầy thuốc đến từ phương Bắc nữa. Ông cho rằng mỗi dân tộc đều có đủ những gì mà dân tộc đó cần. Điều quan trọng là chúng ta có tin và có quyết tâm tìm kiếm những điều đó hay không. Ông luôn dạy học trò rằng có thể cứu được người khác là phải cứu ngay, vì có thể cứu được mà không cứu thì cũng coi như là phạm tội giết người. Y đạo cũng như thiên đạo, bao trùm, nuôi sống và chữa lành cho mọi chúng sinh. Sau khi chết, Trạng Nguyên Đào Sư Tích được dân chúng tôn thờ phong là Thượng Đẳng Thần. Thầy lang từ xứ Bắc. Đầu thế kỷ thứ 14, triều đình nhà Trần suy yếu rõ rệt, nạn trộm cướp hoành hành, bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Mặc dù luôn có dạ tâm thôn tính Đại Việt, nhưng lúc đó triều đình nhà Nguyên cũng rất rệu rã, không thể điều quân xuống phía Nam được nữa. Năm 1368, triều đình nhà Nguyên kết thúc, nhà Minh lên thay. Tuy vậy, nhưng dịp ấy, các thầy lang từ phương Bắc tràn xuống phía Nam rất nhiều. Những kẻ đó đi khắp các vùng quê, rêu rao rằng có thần dược hái từ núi Thái Sơn ở phương Bắc có thể chữa được bách bệnh. Quan lại và những gia đình giàu có đua nhau mang vàng bạc hay trâu bò ra đổi những liều thuốc quý ấy. Đa số những người dân nghèo khi mắc bệnh đành nhắm mắt chờ chết vì không có thể có đủ bạc để đổi lấy một liều thuốc của các thầy lang phương Bắc. Những kẻ đó còn theo đường biển đi xuống tận những vùng phía Nam xa xôi để bán thuốc. Ngay khi biết tin có thầy lang từ phương Bắc đến, người dân vùng Nam Chân thuộc tỉnh Nam Hà ngày nay nô nức đi đón. Vị thầy lang mặt quắt lại, đôi mắt hằn lên dữ tợn, chân tay khẳng khiu. Ông ta nói tiếng Đại Việt rất giỏi, đi cùng với thầy lang là một tớp mười mấy người đàn ông lực lưỡng, ai cũng rất giỏi võ. Họ mang theo những bao đựng cây thuốc từ phương Bắc. Khi đã bán được thuốc, họ sẽ thu vàng bạc lại rồi chuyển xuống thuyền trở về phương Bắc. Đám người đi theo thầy lang có vẻ rất bí hiểm. Đến làng nào họ cũng dò hỏi xem người dân ở đó thường dùng nước sông hay nước giếng. Rồi đêm tối đổ xuống, những kẻ đó lại lởn vởn quanh các giếng nước và đổ xuống đó một loại bột màu nâu xám. Gia đình đầu tiên thầy lang đến chữa bệnh là một gia đình giàu có trong vùng. Cậu con trai lên 10 tuổi, tự nhiên thấy mệt trong người, trán nóng ran, miệng khô khốc và không muốn ăn gì cả. Thầy lang bắt mạch xong rồi trợn mắt. Căn bệnh này nguy cấp lắm, nếu cứ để thế này thì 3 ngày nữa sẽ đột tử. Gia đình khóc lóc ầm ĩ, quỳ lại thầy lang xin cứu mạng đứa trẻ. Sau một hồi dọa dẫm, thầy lang cũng lấy ra mấy nhúm lá thuốc thần cho người nhà sắc lên lấy nước để cậu bé uống. Uống xong, cậu bé quả nhiên đỡ nóng và đã thấy đói thèm ăn. Tuy nhiên, để đổi lấy 2 nhúm thuốc lá nữa, gia đình cậu phải trả một lượng bạc có giá trị bằng 3 con trâu mộng. Thầy lang vừa đi ra khỏi nhà cậu bé thì có một người đàn bà đến xin ông chữa hộ cho con mình. Người chồng đã bị ho mấy ngày hôm nay, mỗi lần ho mặt lại đỏ gai. Ho đến ngày thứ 3 thì người chồng không đứng dậy được nữa. Anh ta nằm bẹp xuống, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng. Thầy lang đi theo người đàn bà về, thấy ngôi nhà lụp sụp, trơ vách đất. Ông ta dừng lại, không thèm bước qua cổng, đoạn hất hàm hỏi. Thế nhà chị có trâu bò hay vàng bạc để đổi lấy thuốc không? Dạ. Người đàn bà văn vĩ, con không có trâu bò hay vàng bạc, nhưng con có một đàn gà, thầy muốn bắt bao nhiêu con cũng được ạ.
Thầy Lang phẩy tay quay đi, mặc cho người đàn bà khóc lóc van xin. Một thời gian ngắn sau khi thầy Lang xuất hiện ở Nam Chân, người dân trong vùng mắc phải một dịch bệnh kỳ lạ. Chân tay họ mọc lên những bọng nước nhỏ, rất ngứa, gãy thì rát. Những bọng nứa này nhanh chóng lan lên mặt và lên toàn thân. Một bầu không khí hãi hùng bao trùm khắp nơi. Tiếng trẻ khóc in tai, người ta đồn nhau rằng cái bệnh này kỳ lạ lắm, nếu không có thuốc thần thì dân chúng trong vùng sẽ chết hết. Thầy Lang rêu rao rằng ông ta có một loại thuốc có thể chữa được loại bệnh đó. Nhưng mỗi người muốn chữa bệnh phải nộp lại số bạc tương đương với 2 con trâu mỏng. Quan lại trong vùng vội đón thầy Lang về phủ chữa cho con cái trong nhà. Những nhà giàu có thì chầu trực ở cổng phủ để đến lượt mình. Nhưng đa số dân chúng không biết lấy đâu ra ngần ấy bạc để chữa bệnh, nên đành nằm kêu khóc, mặc cho những bọng nước lan ra khắp người. Vùng Nam Chân cũng có một thầy lang là Đào Hải Đăng. Ông được cha truyền lại nhiều phương thuốc bí truyền. Trước đây, những người dân nghèo hay đến xin ông chữa bệnh cho. Nhưng từ khi có thầy lang phương Bắc xuất hiện, người dân dường như quên mất ông. Người ta nghĩ rằng chỉ có những lá thuốc hái từ rừng núi phương Bắc bí ẩn mới có thể chữa được mọi bệnh tật, chứ mấy lá thuốc hái ở bờ rào của thầy lang thì chỉ chữa bệnh qua loa thôi. Đào Sư Tích, cậu con trai nhỏ của Đào Hải Đăng, cũng bị mọc bọng nước ngứa. Ông liền lấy một nắm lá cỏ ngoài vườn, đun lên, lấy nước, vừa cho con uống, vừa thoa vào những vùng da có bọng nước. Chỉ sau vài ngày, những bọng ngứa biến mất. Đào Sư Tích hỏi, cha ơi, sao cha không chữa cho dân chúng trong vùng ạ? Họ không tin ta, Đào Hải Đăng nói, giọng có vẻ bực bội buồn buồn. Từ ngày lão thầy lang phương Bắc về đây, con có còn thấy ai đến nhờ ta lấy thuốc chữa cho đâu. Nhưng nếu không chữa, thì họ sẽ chết mất. Cậu bé kêu lên, ta không từ chối chữa cho họ. Ta đang chờ họ tự nguyện đến đây. Lá cỏ nước Nam. Thầy Lang Đào Hải Đăng biết rõ dịch bệnh này. Nó là một loại dịch bệnh không quay nguy hiểm, nhưng gây ra ngứa ngáy rất khó chịu. Ông chưa muốn chữa ngay cho dân chúng, vì muốn qua dịch bệnh này sẽ làm cho dân chúng hiểu rõ giá trị của những lá thuốc mọc ngay tại vườn hay bờ rào nhà họ. Là thầy Lang, ông biết được rằng bất kỳ một ngọn cỏ, một lá cây, một rễ cây nào cũng có thể trở thành một bài thuốc nếu như biết sử dụng chúng. Do quan lại ở các vùng và cả triều đình đều quá sùng bái những lá thuốc phương Bắc nên dân chúng cũng hùa theo. Người ta không tin rằng những liều thuốc quý lại có thể ở ngay ngoài vườn, có thể hái mà chẳng mất một tí bạc nào. Nghe cha nói vậy, Đào Sư Tích vụt chạy ra ngoài, gặp ai, Đào Sư Tích cũng giơ cánh tay của mình lên và nói rằng cha mình có thể chữa khỏi căn bệnh này. Cậu chạy khắp nơi, đến nhà nào cũng xộc vào, nói như gào lên rồi lại chạy sang nhà khác. Ban đầu, dân chúng không tin lắm vì làm sao thầy lang Đào Hải Đăng lại có thể có những lá thuốc thần hái từ phương Bắc được. Nhưng cuối cùng, người ta cũng dắt díu nhau đến, vì đa số mọi người đều không có đủ số bạc khổng lồ để mua một liều thuốc của thầy lang phương Bắc. Đào Hải Đăng lấy lá của một loại cây thuốc mọc đầy trong vườn nhà mình ra chữa cho người chân. Khi những người đầu tiên khỏi bệnh, thì cũng là lúc dân chúng khắp vùng kéo đến xin chữa bệnh tắc nghẽn cả đường. Đào Sư Tích giúp mẹ đun nước thuốc rồi lấy múc ra những cái âu nhỏ. Đang hốt bạc vì bán lá thuốc, thầy lang phương Bắc bỗng nhiên thấy người đến chờ mua thuốc ít dần đi, đám tay chân túa đi tìm hiểu tình hình, rồi vội về báo rằng vùng này có một thầy lang rất giỏi, đang chữa bệnh không công cho dân chúng. Thế thì không sao, thầy lang phương Bắc cười, lao ta làm sao có được lá thuốc thần như ta mà đòi chữa bệnh, ngày mai chắc dân chúng sẽ phải quay lại với ta thôi. Nhưng lão đã chữa cho rất nhiều người khỏi bệnh đấy à. Ngươi nói sao? Thầy Lang ngạc nhiên. Lão ta đã chữa khỏi được bệnh à? Các ngươi đi xem thế nào đi,
nếu cần thì giết lão ta. Thầy Lang vừa dứt lời thì có tay chân chạy vào báo rằng quân lính đang đi lùng bắt họ. Một người dân nhớ rằng đã nhìn thấy một người đàn ông rắc cái gì đó xuống giếng, liền báo lại cho quan phủ. Quan phủ nghi rằng thầy Lang đã gây ra dịch bệnh này để bán lá thuốc. Nghe thế, thầy Lang hãi hùng vội cùng đám tay chân tìm đường biến khỏi vùng Nam Chân. Cuối cùng, Đào Hải Đăng cũng chữa lành bệnh cho những người chân. Ông không nhận bất kỳ một lễ vật nào mà người chân mang đến để tạ ơn. Đào suy tích hỏi cha, con nghe người ta nói để chữa được bệnh này thì phải có những lá thuốc thần từ phương Bắc. Sao những lá cây dài trong vườn nhà ta lại chữa được? Con thấy ngoài bãi mọc đầy những cây này đã. Quần chúng ta có đủ loại thuốc chữa được tất cả các bệnh. Một la cỏ dại cũng có thể chữa được những căn bệnh nguy hiểm. La thuốc của Đại Việt cũng thần diệu không kém bất kỳ lá thuốc ở nơi nào. Điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng hay không. Dần dần ta sẽ dạy cho con biết cách dùng những la thuốc đó. Từ khi thầy Lang Đào Hải Đăng chữa khỏi bệnh dịch cho dân chúng, người dân ở khắp nơi liên tục đổ về xin chữa bệnh, từ người mắc bệnh hiểm nghèo cho đến người chỉ mọc một cái nhọt. Đào Sư Tích và mẹ giúp cha hái các loại lá thuốc mọc ở bờ bãi xung quanh nhà. Thầy Lang có việc làm liên tục, nhưng người bệnh mỗi ngày một đông, có cả những người bệnh ở những vùng rất xa cũng tìm đến. Thế vậy, Đào Sư Tích nói, nhiều người bệnh như thế thì làm sao chúng ta bốc hết thuốc được? Tại sao cha không chỉ cho họ biết cách tự lấy lá thuốc về chữa bệnh? Ta đã chỉ cho họ rồi, nhưng họ cứ muốn chính ta chữa thì họ mới yên tâm. Thầy Lang Đào Sư Tích chỉ giữ lại hai phương thuốc bí truyền chữa bệnh chó dại và bệnh không có con. Còn lại những phương thuốc khác thì ông điều dạy cho dân chúng để họ có thể tự tìm lấy thuốc ngay nhà vườn mình. Tuy nhiên, người bệnh chỉ muốn tự tay ông đưa thuốc thì họ mới yên tâm. Mỗi khi chữa bệnh xong, tùy tâm người bệnh trả bao nhiêu thì trả, chứ ông không đòi hỏi. Nếu người bệnh nào túng quá thì ông không lấy công. Chính vì vậy nên y đức của ông càng được truyền tụng thì người bệnh càng kéo đến đông. Có người ở xa đến, chen chúc làm liều ở tạm, chờ đến lượt thầy Lang khám cho mình. Đào Sư Tích thấy chỉ có một số người bệnh hiểm nghèo là cần cha chữa cho thôi, còn đa số những người khác thì bị mắc các bệnh thông thường. Chỉ cần tự dùng một loại lá thuốc theo chỉ dẫn là có thể khỏi được. Dân chúng tin tưởng thầy Lang đến mức chỉ cần bị hắt hơi một cái là họ cũng tìm đến xin lá thuốc để uống. Chính vì vậy nên càng ngày người bệnh kéo đến càng đông. Đêm hôm đó, Đào Sư Tích nói gì đó với cha. Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho con cuốn sách viết về các loại cây thuốc và các loại chứng bệnh mà dân chúng hay mắc phải. Trước đây, thầy Lang Đào Hải Đăng học rất giỏi, nhưng ông không đi thi để ra làm quan vì còn phải giữ lấy nghề y mà cha truyền lại. Ông dạy chỉ cho con từ nhỏ, nên mới 5 tuổi, Đào Sư Tích đã có thể đọc được những bài thuốc do cha viết ra. Mỗi người là thầy thuốc của chính mình. Bầu trời rạng dần, đêm đang chuyển về sáng, mới tờ mờ, sương sớm còn đẫm trên những tán lá. Đám người tứ xứ đã chen chúc trước cổng nhà thầy Lang. Họ cố dậy thật sớm để có thể chen ngay vào bên trong khi cánh cửa mở ra. Bên trong cổng, Đào Hải Đăng cho xây thêm một gian nhà lớn dùng làm nơi chữa bệnh. Trời đã sáng hẳn, nhưng hai cánh cổng vẫn đóng im ỉm. Nhà thầy Lang hôm nay mở cổng muộn hơn ngày thường, khiến cho mọi người vô cùng sốt ruột. Cuối cùng, không chờ được nữa, một người giơ tay gõ mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, dòng người đã chen nhau xô vào. Đào Sư Tích giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Cha cháu có việc, phải lên kinh gấp từ đêm hôm qua. Lên kinh à? Sao lại lên kinh? Thầy Lang bỏ chúng tôi chết ở đây mà đi sao? Đám người la hét, than vãn, âm ỉ ở cổng. Một nỗi sợ hãi bao trùm lên những khuôn mặt khóc hát. Một người đàn bà đắm hai tay lên ngực kêu lên. Nếu thầy Lang không có, thì ai cứu con tôi bây giờ? Trời ơi là trời! Bà ta vừa hét, vừa kêu khóc âm ỉ.
Bỗng một giọng cất lên, thế bao giờ thì thầy Lam quay về? Đúng đấy, bao giờ thì thầy Lam quay về? Hình như có vị quan lớn nào lâm bệnh nặng. Đào Sư Tích nói, cha cháu phải ở lại kinh thành một thời gian để chữa bệnh cho vị quan đó. Tiếng la khóc, than vãn dậy đất, thầy Lam đi lâu thế thì không còn ai có thể chữa bệnh cho dân chúng nữa. Người đàn bà gào lên, ôm lấy đứa con gái nhỏ đang nằm ở cán gần đó. Đứa bé tái xanh, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt. Người chồng cố gỡ vợ ra, để cho bà khỏi đè lên con. Bạn ấy bị làm sao hả bác? Đào Sư Tích hỏi người cha, ông quay lại khẽ nói. Đã từ 3 ngày hôm nay, nó đi ngoài ra máu, đầu thì nóng rực, chân tay lại lạnh ngắt. Nó chẳng ăn được gì cả, cứ đút cháo vào là ẻ ra ngay. Trời ơi, nếu thầy Lan có nhà, thì con tôi không phải chết oan thế này. Ông ta cũng òa khóc. Đào Sư Tích nhìn cậu bé rồi nói, cháu cũng hay phụ giúp cha cháu lấy thuốc cho mọi người. Hôm trước, cha cháu cũng chữa khỏi cho một bạn bị bệnh y hệt như thế này. Cha cháu dùng loại lá cây này sắc lên, cho uống và thoa vào lòng hai bàn chân ạ. Đào Sư Tích lấy một nắm lá thuốc chưa lên. Người đàn ông nhìn con rồi nói, đúng là lá thuốc này chứ, cháu có nhầm không đấy? Không nhầm đâu ạ. Người đàn ông đón lấy nắm lá rồi nói, đây là lá thuốc à, loại lá dại này mọc đầy ở bà ao nhà bác. Ông ta quay lại lai vợ, không có thầy làng ở nhà thì ta đành liều vậy thôi. Để tôi mượn nồi sắc lá thuốc này cho con uống thử, còn hơn là đứng nhìn nó chết. Sau 3 lần uống, cô bé tỉnh lại và ăn được lương bát cháo. Đào Sư Tích nói, bác cứ đưa bạn về nhà, mỗi ngày 2 lá thuốc này sắc 3 lần cho bạn uống, sau 3 ngày chắc sẽ khỏi. Người đàn ông móc túi, lấy ra một thỏi bạc để đưa cho cậu bé, nhưng Đào Sư Tích lắc đầu. Cháu có biết chữa bệnh đâu, cháu chỉ thấy cha cháu chữa thế nào thì bảo lại bác thế thôi. Thế Sư Tích hướng dẫn cho người cha cứu được cô con gái. Người bệnh lại xô vào hỏi cậu bé. Đào Sư Tích hỏi chứng bệnh của từng người và khuyên họ nên dùng loại lá thuốc nào để uống. Đa số những loại lá thuốc ấy tìm rất dễ vì chúng mọc ngay trong vườn hay ngoài bờ ao. Mặc dù thầy Lan không có nhà, nhưng người bệnh không về ngay. Họ muốn nghe Đào Sư Tích kể lại xem thầy Lan đã bóc loại lá thuốc nào cho những người có bệnh giống như họ. Đào Sư Tích nói hết những triệu chứng của các bệnh thông thường hay mắc phải và những loại lá thuốc nào có thể chữa khỏi nó. Dần dần, dân chúng cũng tự mình có thể hái những lá thuốc ở vườn nhà để chữa những chứng bệnh hay mắc phải. Đào Sư Tích nói liên tục trong mấy ngày liền, người bệnh cũng về vãn đi. Cậu chưa kịp nghỉ thì thấy 4 người dân hùng hục khiêng một chàng thanh niên ướt đẫm lao thẳng vào phòng khám. Anh ta bị hút xuống vùng xoáy của dòng sông. Mặc dù đã may mắn không bị dìm chết đuối, nhưng anh ta đợi dưới nước quá lâu, thân thể tím ngắt, gần như tắt thở. Thầy Lan cứu người! Một người gào lên. Đào Sư Tích bủng rủng hết chân tay, nhưng cậu cố trấn tĩnh lại. Cha cháu đi vắng ạ. Đi đâu? Giọng người đàn ông gầm lên. Lên kinh à? Thôi, thế thì em tôi chết rồi. Người đàn ông ôm lấy chân chàng trai, Đào Sư Tích lấy hết can đảm chạy tới bên cạnh. Cha cháu nói, nếu gặp người ngạt thở như thế này, thì phải ấn mạnh vào ngực thật nhiều, rồi thổi hơi vào mũi, vào miệng. Người đàn ông gầm to, đúng cha cháu nói thế không? Đúng ạ. Ông ta vừa quỳ xuống, lấy 2 bàn tay ấn liên tục vào lồng ngực chàng trai. Một người khác cúi xuống thổi mạnh vào miệng. Một lát sau, thân thể bất động của chàng thanh niên khẽ run một cái. Thổi hơi mạnh nữa vào. Đào Sư Tích nói, con bác thì ấn lồng ngực nhanh hơn nữa. Một lúc sau, chàng thanh niên tỉnh lại, mặt anh ta vẫn tái mét. Có ai đó kêu lên, ơ,
chúng ta tự chữa được thế này thì cần gì đến thầy Lang nữa? Đào Sư Tích gật đầu. Đúng đấy ạ. À. Cha cháu nói khi có người bị ngạt thở vì ở dưới nước quá lâu thì chỉ cần làm như thế là có thể cứu được. Dân chúng không còn khắc khoải chờ đợi thầy Lang quay về nữa. Họ đã tự biết cách hái lá thuốc ngay ở vườn nhà mình để chữa những bệnh đơn giản. Nếu có ai đó quên dùng loại thuốc nào, họ chạy đến hỏi Đào Sư Tích. Trả lời bệnh nhân xong thì đã khóa trưa. Đào Sư Tích định đóng cổng lại, thì có một người đàn ông vác một cô gái chạy tới. Cô ta bị rắn cắn, mặt đã tái hết đi. Cháu bé, cháu bé, cháu có biết cha cháu dùng lá thuốc gì để chữa cho người bị rắn độc cắn không? Nói mau lên, không thì không kịp. Đào Sư Tích chưa kịp nói, thì từ bên trong, thầy Lang Đào Hải Đăng xuất hiện. Ông ta lấy một nắm lá thuốc, bỏ ngay vào miệng mình, nhai lấy nước, rồi cạy răng cô bé, búng nước sang. Nếu không cứu nhanh, thì nọc độc sẽ đi vào tim, thì sẽ không cứu được nữa. Thực ra, thầy Lang không hề rời khỏi nhà. Ông buông rèm, ngồi bên trong theo dõi bệnh nhân đến xin lời chỉ dẫn của Đào Sư Tích. Cậu bé đã bàn với cha điều này. Cậu muốn cho dân chúng phải tự mình biết chữa những chứng bệnh thông thường cho mình, chứ không chỉ dựa hoàn toàn vào thầy Lang. Cha cậu ngồi bên trong, khi nào có những bệnh nhân nguy hiểm cần phải cứu, như có cô gái bị rắn cắn, thì ông mới xuất hiện. Mặc dù biết tin thầy Lang đã trở lại từ kinh thành, nhưng dân chúng không còn đổ xô đến xin chữa bệnh như trước đây nữa. Họ nhận ra rằng chính họ có thể tự chữa được các bệnh thông thường chỉ bằng một nắm lá nhỏ hái từ bờ rào. Thế cho nên chỉ khi nào mắc phải những căn bệnh không thể tự chữa được, họ mới tìm đến thầy Lang. Hóa giải mối thù. Hầu như nhà nào trong vùng Nam Chân cũng đã từng một lần đến xin thuốc ở nhà thầy Lang. Chỉ có một người không bao giờ đến, dù có bệnh gì đi nữa. Ông nội của thầy Lang đã bị đâm chết bởi cha của người đó. Mặc dù quan phủ đã trừng trị kẻ giết người, nhưng từ đó hai gia đình coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Dù là người điềm tĩnh, ôn hòa, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện đó, thầy Lang lại trợn mắt lên, mặt hầm hầm tức giận. Người nhà bên kia có bệnh gì đều phải đi xin thuốc của thầy Lang khác ở rất xa. Họ biết rằng có đến xin thuốc thì thầy Lang cũng không cho. Khi lên 10, Đào Sư Tích mới được cha kể cho nghe về mối thù ấy. Kể xong, ông rít lên. Còn nhớ đấy, đó là cái kẻ đã giết, đã đâm chết cụ nội của con. Con không được làm bất kỳ điều gì cho chúng. Vừa chữa bệnh cho dân chúng, thầy Lang vừa dạy con học. Ông muốn cậu thực hiện cái chí làm quan của mình ngày trước. Đào Sư Tích học rất nhanh. Những cuốn kinh thư cậu chỉ cần lướt qua một lần là đã thuộc lòng. Mỗi ngày, hai cha con dậy từ rất sớm. Đào Sư Tích phải đập to lên hết 20 trang sách, rồi sau đó sẽ tập viết. Trời chuyển sáng, gà gáy răng khắp nơi. Đào Sư Tích vươn vai, rồi vùng phát dậy. Cậu biết rằng nếu cứ chần chừ nằm thêm một tí là sẽ lại buồn ngủ, không thể dậy sớm được. Đào Sư Tích chạy ra ngoài, hơi buổi sáng mát mẻ khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. Cậu vặn người rồi chạy vòng quanh sân, hít thở thật lâu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang khóc ngoài cổng. Đào Sư Tích đã quen với những người bệnh hay đến khóc lóc như thế. Nhưng điều cậu lấy làm ngạc nhiên là thay vì đập cánh cửa âm âm, lần này tiếng gõ cửa lại rất nhẹ nhàng, có vẻ ngừng ngại rụt rè nữa. Có người bệnh đến chơi. Đào Sư Tích gọi to, rồi chạy ra mở cửa. Bốn người đàn bà đang khóc lóc, túm tụm khiêng đến một người đàn ông nằm bất tỉnh, da thịt tím tái. Do trời tối, Đào Sư Tích không nhận ra ai, cậu chỉ hỏi nhanh. Bác ấy làm sao thế? Tiếng một người đàn bà nức lên. Đêm qua, nhà tôi uống rượu, rồi như bị trúng gió, câm khẩu không còn nói được nữa. Khiên bác ấy vào đây mau lên. Những người đàn bà có vẻ ngần ngại, nhưng rồi cũng khiên người đàn ông vào. Như mỗi lần nghe tiếng con gọi thế, Đào Hải Đăng vùng chạy ra ngay. Thấy thầy Lang xuất hiện,
cả bốn người đàn bà quỳ sụp xuống trước mặt ông, khóc nức nở. Một người run rẩy nói, xin thầy cứu giúp, cứu giúp. Khuôn mặt thầy Lang tối sầm lại, ông nghiến răng lại quay mặt đi. Đào Sư Thích vô cùng ngạc nhiên, cậu vội nói, cha, người này đêm qua uống rượu nhiều, bây giờ trông như thế này, chắc là bị cảm, phải cho uống. Cầm miệng, người cha gầm lên, ta không cứu con của kẻ thù. Những người đàn bà gào khóc âm ỉ. Đào Sư Tích giật mình quay lại nhìn kỹ, hóa ra đó là người đàn ông mà cha cậu coi là kẻ thù của gia đình cậu. Sau khi uống quá nhiều rượu, ông cởi áo lăn ra sân ngủ cho mát. Nửa đêm có một cơn mưa nhỏ bất ngờ đổ xuống. Khi người nhà phát hiện ra thì ông đã bị cắm khẩu, chân tay co quắp lại. Thường thường khi ai đó trong nhà có bệnh, người ta lại đưa đến thầy lang ở vùng bên, cách đó nửa ngày đường. Nhưng do ông ta bị cảm đột ngột thế này, nếu phải mang đi xa như thế, e sẽ chết ở dọc đường. Họ hiểu rằng chỉ có Đào Hải Đăng là có thể cứu được ông ta. Nhưng thầy lang lại là kẻ thù của gia đình họ. Kêu khóc một lúc, những người đàn bà đành liều vác ông ta chạy đến nhà thầy lang. Họ hy vọng những lời kêu khóc van xin của mình sẽ khiến Đào Hải Đăng nguôi hận mà cứu giúp. Tiếng khóc của những người đàn bà vô cùng thê thảm. Một người bò bằng đầu gối tới lại trước mặt thầy lang, nhưng ông quay đi hướng khác. Đào Sư Tích kêu lên, cha ơi, nếu không chôn thuốc nhanh thì người này sẽ chết mất. Đó là kẻ thù, con của kẻ thù đâm chết cụ con có hiểu không? Cha ơi, Đào Sư Tích òa khóc. Cậu không thể cầm được nước mắt trước những lời than khóc của người đàn bà. Thường ngày, cha dạy con rằng bằng cách nào cũng phải cứu người. Nếu cứu được mà không cứu, thì cũng mắc phải tội giết người. Cha, xin cha hãy cứu ông ta đi cha. Đào Hải Đăng khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Cậu bé nhìn người đàn ông nằm bất động, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống trước cửa nhà mình. Cháu bất hiếu, xin tổ tiên chứng giám cho. Thấy người khác sắp chết, cháu không thể không cứu, dù đó là ai. Đào Sư Tích lại ba lại, rồi quay lại phía cha. Cậu khóc như mưa. Cha tha tội cho con không thể đứng nhìn một người khác phải chết, trong khi mình có thể giúp được họ. Nói xong, Đào Sư Tích gạt nước mắt vùng dậy. Cậu nhào lại chậu đầy lá thuốc. Do phụ giúp cha trị bệnh nhiều, lại đọc những cuốn sách bàn về thuốc, nên Đào Sư Tích biết phải làm gì. Cậu lấy lá thuốc, nhai chịu trạo trong miệng, rồi ra hiệu cho những người đàn bà cạy miệng người đàn ông ra. Cậu phun nước thuốc vào đó, rồi nói nhanh. Hai người xoa bóp ngực và chân tay, còn hai người đi vào nhóm lửa nhanh lên. Đào Sư Tích nhớ lại xem cha thường làm thế nào để cứu những người bị cảm vì rượu. Rồi cậu làm theo. Da thịt người đàn ông ấm dần lại. Ông ta được cứu sống. Đào Hải Đăng đứng yên. Toàn thân ông rúng động, miệng cứng lại. Khi nghe tiếng người đàn bà reo lên vì người đàn ông đã được cứu sống, hốc mắt ông ứa ra hai giọt nước mắt. Phải, vì hận thù mà ông đã làm hỏng y đạo của mình. Thật may, con trai đã giúp ông cứu giúp cho người đàn ông ấy. Ông quay lại, để nguyên hai giọt nước mắt lăn trên má, nói nghẹn lại. Sau này, có chuyện gì? Các người cứ sang đây, ta sẽ lấy lá thuốc cho. Những người đàn bà lại quỳ sụp xuống. Đào Sư Thích rùng mình, ứa ra hai giọt nước mắt vui sướng khi nghe câu nói của cha. Cậu chạy đến ôm lấy cha. Cha! Đào Hải Đăng xoa đầu con rồi nói. Con giỏi lắm, tâm ta hẹp hòi, không thể giúp làm sáng cái trí của con được. Ngày mai, ta sẽ xin cho con đi theo học với thầy đồ Kim Sáng ở làng bên. Niềm tin. Khi Đào Hải Đăng dẫn con sang xin học, thì thầy đồ Kim Sáng lắc đầu. Hiện giờ tôi đang dạy cho ba cậu học trò đã đỗ kỳ thi hương, chuẩn bị đi thi hội, chưa có lớp dành cho các học trò bắt đầu theo học.
Người cha nói rằng ông đã dạy cho con biết viết và đọc sách từ nhỏ, nên có thể cậu bé sẽ hiểu được những gì thầy đồ giảng. Nghe vậy, thầy đồ đồng ý cho cậu bé học thử, vì ông cũng rất nể trọng thầy Lang. Thầy đồ bảo học trò mới: "Trò cứ ngồi nghe ta giảng kinh sách cho các anh. Nếu có đoạn nào không hiểu thì nhớ lấy, cuối buổi ta sẽ giảng lại cho." Trước đây, thầy đồ Kim Sáng học rất giỏi, thông thạo kinh thư. Thế nhưng, dự thi hội mấy lần, ông đều bị đánh trượt. Dân chúng không hiểu vì sao ông lại lận đận thế, và lấy làm tiếc cho một người giỏi giang như thế lại không được làm quan để giúp dân. Chỉ có mình Kim Sáng biết là ông trượt cho đâu. Trong bài thi, thay vì phải trích dẫn kinh sách của Nho giáo, Kim Sáng lại dùng lời của Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Ông đặc biệt ngưỡng mộ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền và mong muốn rằng học trò khắp nơi hãy theo gương sáng ấy. Do đó bài thi của ông luôn bị đánh trượt. Thầy đồ đang cho học trò đọc về cuộc đời của Đức Khổng Tử. Trong các bài thi, học trò hầu như phải trích dẫn lời của Khổng Tử thì mới mong đỗ được. Ba của học trò cắm cúi đọc cuốn sách viết về cuộc đời của Khổng Tử. "Lời của Đức Khổng Tử quả nhiên là thiên thu bất tận," một cậu học trò thốt lên, "phúc thai cho người mẹ đã sinh ra ngài." "Nếu không có Đức Khổng Tử thì làm sao có học trò chúng ta được?" một người khác tiếp lời, "chúng ta được học kinh sách của người rồi lại được đi thi để làm quan. Đức Khổng Tử thật là vĩ đại, còn chỉ mong một lần được quỳ trước nấm mộ của người." Thầy đồ Kim Sáng khẽ nhăn mặt lại. Mặc dù cũng rất kính trọng Đức Khổng Tử, nhưng ông không muốn học trò nói những lời như vậy. Ông định nói thì nhận thấy mặt cậu học trò mới cũng cao có một cách khó hiểu. "Có chuyện gì thế trò?" Ngồi nghe mấy người bạn tán dương về Đức Khổng Tử, Đào Sĩ Tích bỗng có cảm giác rất chán nản. Sách của Nho giáo cậu cũng đã đọc nhiều, nhưng cái cách ba người bạn vừa nói khiến cậu nhớ đến chuyện thầy Lang xứ Bắc. "Thưa thầy," Đào Sư Tích nói, "Đức Khổng Tử thật là vĩ đại, nhưng không phải nếu không có Đức Khổng Tử thì không có học trò. Đại việc chúng ta cũng có nhiều hiền nhân để học trò phải theo học chứ." Bà cậu bạn cười to, "Hiền nhân đại diệt à? Ai vậy?" "Cậu bé chưa biết gì thì ngồi im mà nghe nhé." Thầy đồ ra hiệu im lặng rồi hỏi, "Theo trò thì đại việt ta có những hiền nhân nào mà học trò cần phải học theo?" Đào Sư Tích lúng túng, "Đúng là cậu không biết ai cả, vì tất cả sách của cha cậu đều là của người phương Bắc viết." Thấy Đào Sư Tích lúng túng, một cô bạn cười, "Nếu có hiền nhân thì đã có sách của hiền nhân đó, cậu cứ đọc đi rồi sẽ biết rằng. Nếu không có sách của Đức Khổng Tử để học thì cậu về mà hái thuốc đi." Nhắc đến chuyện hái thuốc, Đào Sư Tích mới hiểu ra cậu nói, "Có thể do một điều gì đó nên chúng ta không có sách của các bậc hiền nhân Đại Việt, nhưng mỗi dân tộc đều có đủ những gì mà dân tộc đó cần. Điều quan trọng là chúng ta có tin và có quyết tâm tìm kiếm những điều đó không?" Thì đột kinh ngạc vì những lời nói của cậu học trò mới, nhưng ba cậu bạn thì cười ầm ĩ. "Cậu chưa đi thi nên chưa biết." Một cậu bạn nói, "Nếu không có sách kinh thư của Nho giáo thì chúng ta không bao giờ được ra làm quan đâu." "Cậu bảo chúng ta có đủ những điều mà chúng ta cần." Một người khác nói tiếp, "Thế những điều đó ở đâu?" Thầy đồ Kim Sáng gật đầu, "Những điều Đào Sư Tích nói có lý lắm. Mỗi dân tộc trên thế gian này đều chưa đựng đủ những gì mà dân tộc đó cần để tồn tại. Chỉ có điều là các thế hệ có phát hiện và tin vào những điều đó hay không. Đại Việt ta trải ngàn năm dựng nước, đã có bao bậc hiền nhân xuất hiện. Chỉ tiếc rằng hệ thống thi cử của Đại Việt lại theo Nho giáo, cho nên sách của các bậc hiền nhân Đại Việt không được chú trọng giữ gìn. Học trò chỉ chăm chăm đọc kinh sách của Nho giáo để đi thi, chứ không quan tâm tìm đọc sách của các hiền nhân Đại Việt. Ví như những cuốn sách quý do Trạng Nguyên Nguyễn Hiền viết giờ cũng đã bị mai một mất rồi." Ba cậu học trò im lặng, nhưng họ tỏ ra không tin. Đào Sư Tích liền nói,
các anh có nhớ cách đây vài năm có một thầy lang phương Bắc về vùng mình bán thuốc chứ? Cả ba cậu học trò đều gật đầu vì họ đều đã từng bị ngứa do dịch bệnh gây ra. Đào Sư Tích nói tiếp, thầy lang phương Bắc rêu rao là chỉ có lá thuốc hái từ phương Bắc mới có thể trị được căn bệnh đó thôi, chứ lá thuốc Đại Việt thì không thể chữa được. Quan lại và các nhà giàu đều tin như vậy nên đổ bạc ra mua thuốc từ phương Bắc mang tới. Người dân nghèo không có bạc đành nằm im chờ chết, chứ không tin vào lá thuốc của Đại Việt. Chỉ khi cha tôi cho họ thấy tận mắt những lá thuốc hái ngoài vườn đã chỉ coi bệnh cho họ, khi đó họ mới tin. Những lá thuốc Đại Việt cũng linh diệu không kém những lá thuốc phương Bắc, và cũng có thể chữa đủ loại bệnh mà dân chúng mắc phải. Các anh chắc nhớ chuyện đó chứ? Ba cậu học trò im lặng không nói gì. Thầy đồ Kim Sáng vui mừng nói, trò giỏi lắm, đúng là Đại Việt không thiếu lá thuốc quý, mà chỉ thiếu những người tìm ra nó và làm cho dân chúng tin dùng thôi. Sự bất tử. Thấy Đào Sư Tích thông minh, lại có lòng tự tôn Đại Việt, thì đồ Kim Sáng dùng hết nhiệt huyết dạy dỗ cho cậu thành tài. Sau mỗi buổi học, bao giờ Đào Sư Tích cũng ở lại để thầy đồ dạy thêm. Ông nói, Trạng Nguyên Nguyên Hiền là một hiền nhân hiếm có. Ta nghĩ Thiên Thu mai cũng chỉ có một người như thế. Tư tưởng của ông thâm sâu, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của dân chúng. Tiếc rằng bao nhiêu thế hệ học trò lại không được học những điều ấy. Mặc dù dạy Đào Sư Tích những điều mình tâm đắc nhất, nhưng thầy đồ luôn nhắc nhở tôi học trò. Tuy vậy, khi đi thi, trò vẫn phải trích dẫn kinh sách của nho giáo. Hãy chấp nhận điều đó, để khi làm quan, trò sẽ có nhiều cơ hội để giúp dân chúng hơn. Đào Sư Tích học rất nhanh, về nhà lại được cha dạy thêm cho nên chẳng bao lâu, cậu đã thuộc lầu kinh sách. Một buổi sáng như thường lệ, Đào Sư Tích dậy từ sáng sớm. Cậu vừa chạy ra sân thì đã nghe tiếng khóc ai oán ở cổng. Một cô gái bị bệnh gì đó được khiêng đến, nhưng khi thầy Lang chạy ra thì cô ta đã chết từ lâu. Người nhà gào khóc dữ dội. Đào Sư Tích nhìn cha, mặt tái đi. Không có cách nào cứu cô ta hả cha? Cô ta chết rồi, người cha lẩm bẩm. Nếu người ta khiêng cô ấy đến sớm hơn thì có thể cứu được. Không có loại thuốc nào cứu được cả người chết hả cha? Người cha trợn mắt lên, không nói gì nữa. Buổi sáng ấy, đối với cậu bé thật nặng nề. Đào Sư Tích vừa đi đến lớp học, vừa nghĩ về người đã chết. Tại sao con người lại phải chết nhỉ? Cậu đến lớp quá sớm, thầy đồ lắng nghe câu chuyện của Đào Sư Tích rồi nói. Còn người ta, dù không có bệnh tật gì, thì già đi cũng phải chết. Nhưng tại sao con người phải chết? Điều ấy thì chúng ta chưa trả lời được. Thầy đồ nói chậm chậm. Đó là câu hỏi mà tất cả những bậc hiền nhân từ trước đến nay đều cố gắng trả lời nhưng không được. Câu trả lời của thầy đồ khiến cho Đào Sư Tích nguôi ngay. Thầy đồ nói tiếp. Con người là một phần của tự nhiên, giống như hoa lá vậy. Nếu hoa lá ấy không bị sâu bọ đục khoét, không bị gió bão vùi dập, thì vào mùa đông, những cái lá ấy cũng già, vàng và rụng xuống đất. Không có cách nào để con người khỏi phải chết hả thầy? Phải, không có cách nào cả. Thầy đồ trả lời, cả ta, cả trò, rồi cũng đến lúc phải chết. Đào Sư Tích nhớ đến người bệnh, cậu hỏi, nếu đằng nào cũng phải chết, thì người ta phải đi chữa bệnh làm gì hả thầy? Đây là điều hay nhất của con người. Thầy đồ nói, mặc dù biết phải chết, nhưng con người chỉ chấp nhận cái chết khi con người không còn khả năng chống lại nó. Con người không ngừng chống lại bệnh tật để có thể kéo dài cuộc sống của mình. Họ làm mọi cách để cái chết đến càng chậm càng tốt. Chỉ khi kiệt sức thì họ mới buông tay ra trước cái chết. Còn biết tại sao họ làm như thế không? Vì cuộc sống này quý giá hả thầy? Đúng thế,
Thầy đồ gật gù, cuộc sống này quý giá hơn mọi vàng bạc châu báu, hơn mọi thứ. Đào Sư Tích im lặng, thấy học trò không nói gì, thầy đồ nghĩ cậu bé đã hiểu ra vấn đề. Ông liền đứng dậy, đi vào, để cậu ngồi một mình. Nhưng Đào Sư Tích vội bật dậy, có chuyện gì thế trò? Thưa thầy, Đào Sư Tích nói, con xin phép thầy không theo học nữa ạ. Nói xong, Đào Sư Tích quay ra ngoài. Thầy đồ ngạc nhiên gọi, Tích con. Cậu học trò quay lại nhìn thầy với đôi mắt rất buồn. Tại sao trò lại không học nữa? Thưa thầy, cậu bé nói, đằng nào con cũng phải chết như cô gái đó. Thế thì con học làm gì nữa ạ? Thầy đồ tiến đến, ôm lấy cậu bé vào lòng. Lúc sau, ông buông tay, cúi xuống. Chúng ta phải chết, giống như thiên nhiên phải lụi tàn vào mùa đông vậy. Nhưng có một cách khiến con người có thể không chết. Cách nào thế ạ? Đào Sư Tích hỏi. Các bậc hiền nhân xưa dù đã chết, nhưng đạo đức của họ, tinh thần của họ, lòng thương yêu dân chúng của họ còn lưu truyền lại qua ngàn ngàn thế hệ. Đạo của họ còn, tức là họ vẫn còn. Còn hãy cố gắng học cho giỏi, hãy làm sáng cái đạo lớn của Đại Việt đang ẩn nấp trong bản thân con. Khi đó, dù con có chết đi, thì những thế hệ sau vẫn học theo cái đạo ấy. Y đạo như thiên đạo. Từ ngày Đào Sư Tích chữa bệnh cho kẻ thù, thầy Lang Đào Hải Đăng cũng thay đổi hẳn. Ông nhận thấy mình vẫn còn hẹp hòi, đức còn mỏng, chưa xứng với y đạo. Từ khi đó, ông ra sức chữa bệnh cho dân chúng mà không đòi hỏi tiền công. Ai trả thế nào thì nhận thế ấy. Thấy con trai học một biết mười, kinh sách chỉ lướt qua là thuộc lầu. Đào Hải Đăng hiểu rằng không thể giữ con lại làm nghề thuốc như mình. Cậu bé sẽ phải đi thi, ra làm quan để giúp nước nhà. Chính vì vậy nên Đào Hải Đăng quyết định chép lại tất cả những bài thuốc để lưu truyền lại cho dân chúng. Vùng Nam Chân và các vùng lân cận là vùng trũng, nhiều rắn rết. Cho đó cho dại cũng rất nhiều. Người bệnh bị cho dại cắn, nếu được cứu ngay thì may ra mới khỏi được. Khi đó, ở vùng bên cạnh, dịch cho dại bắt đầu hoành hành. Mỗi ngày có 3-4 người chết vì cho dại. Phương thuốc của thầy lang vùng đó không hiệu nghiệm. Ông ta bèn tìm đến nhà Đào Hải Đăng và xin được mua bài thuốc chữa cho dại với giá cả ngàn lạng. Đào Hải Đăng lắc đầu từ chối. Khi ông ta về, Đào Sư Tích hỏi cha. Con nghe nói, mỗi ngày ở vùng đó có vài người chết vì cho dại cắn. Vì sao cha lại không bán cho ta bài thuốc đó? Đây là bài thuốc gia truyền của nhà ta, nên không thể bán được. Thầy Lang nói, nếu ta bán cho ông ta sẽ đòi hỏi lại ở dân chúng. Bệnh cho dại phải chữa ngay lập tức thì mới cứu được. Nếu như phải khiêng đến nhà thầy Lang, chất độc chạy lên óc, chạy vào tim, thì không thể chữa được. Nhưng mà... Thầy Lang hiểu ý còn định nói gì, ông nói, còn chuẩn bị quần áo đi với ta. Hai cha con thầy Lang tìm đến vùng có dịch chó dại, đến làng nào ông cũng tụ tập dân chúng lại, chỉ cho họ những lá thuốc mà họ có thể hái được ngay tại nhà mình và cách để chữa trị khi bị chó dại cắn. Mọi người phải chú ý, thầy Lang nói, khi bị chó dại cắn thì phải hút máu ra thật nhanh, rồi đắp lá thuốc vào. Rễ lá thuốc này thì giả dập ra, lấy nước cho uống ngay. Dân chúng mừng rỡ, mang cho bò ra tạ ơn thầy Lang. Ông lắc đầu từ chối, không nhận bất kỳ một cái gì. Đào Sư Tích nhìn cha, cậu rưng rưng ôm lấy ông. Thầy Lang xoa đầu con. Ta làm việc này vì con đấy. Trước đây, ta không hiểu hết y đạo, nên vẫn khư khư giữ lấy những bài thuốc quý làm của riêng cho mình. Nhưng từ khi con chữa bệnh cho những người mà ta coi như kẻ thù, thì ta mới hiểu ra mọi điều. Y đạo cũng như thiên đạo, bao trùm, nuôi nấng và chữa lành cho mọi chúng sinh.
Ta chỉ là một thầy lang nhỏ bé, nhưng không thể vì cái tâm hạn hẹp của mình mà làm mờ thiên đạo. Nhờ bài thuốc của Đào Hải Đăng mà dân chúng thoát khỏi dịch chó dại. Đào Sư Thích giúp cha chép lại những bài thuốc thành nhiều bản rồi phân phát ngay cho dân chúng. Khi biết việc làm của cha con Đào Sư Thích, thầy đồ Bùi Ngùi nói: "Tiếc rằng những người như thầy lang lại không được làm quan để dân chúng được nhờ. Nếu ai cũng hiểu được y đạo hay nhân đạo, cũng là thiên đạo, thì đại việc ta còn lo gì nữa." Năm đó, Đào Sư Thích đổ đầu kỳ thi hương, cậu cùng ba người bạn tiếp tục học với thầy Kim Sáng. Lúc này, Đào Hải Đăng không còn khám bệnh ở tại nhà nữa. Để thực hiện y đạo của mình, ông thường rong ruổi đi khắp nơi chữa bệnh cho dân chúng. Người dân biếu cái gì, ông cũng không nhận, mà chỉ ăn một bữa cơm rồi lại đi tiếp. Đào Sư Thích rất muốn theo cha đi chữa bệnh cho dân chúng, nhưng ông nói, nếu còn đỗ đạt ra làm quan thì còn có thể giúp được cho dân chúng nhiều hơn ta, hãy cố học đi. Cuối cùng, cả bốn người học trò của thầy Kim Sáng đều đỗ kỳ thi hội. Năm Giáp Dần 1374, niên hiệu Long Khánh thứ hai, đời của Trần Duệ Tông, triều đình mở khoa thi đình. Đào Sư Thích cùng bạn ra kinh ứng thí và đỗ Trạng Nguyên. Thời Trần, ông làm quan tả Tư Lan Trung. Sang thời nhà Hồ, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, ông bị giáng chức xuống Trung Tư Thị Lang, tri thẩm hình viện sự. Nhưng mặc cho thế sự đổi chơi, Trạng Nguyên Đào Sư Thích vẫn một lòng vì dân chúng. Ông luôn tâm niệm lời dạy của cha, y đạo như thiên đạo, cũng như lời dạy của thầy Kim Sáng, nhân đạo như thiên đạo, để giúp đỡ cho dân chúng. Trạng Nguyên Đào Sư Thích cho người chép các bài thuốc thành nhiều bản khác nhau và gửi tới dân chúng khắp các miền. Sau này khi mất, Trạng Nguyên Đào Sư Thích được dân chúng lập đền thờ suy tôn là Thượng Đẳng Thần.